Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Đức Quý Vlog. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới vui vẻ. Vâng, hôm nay em lại tiếp tục đi quay cho các bác xem. Thì hôm nay em đi thì có em thấy có bot. Đấy, com à. Companion 5 này, cái này có giá hơn 3 triệu chưa tính tiền gửi về. Rất là đẹp, em thấy nó rất mới. Thấy rất là dài, cái chầm của nó rất là dài. Khoảng 40 cm. Rất là nhìn em thấy nó rất là đẹp. Đó, cả đây nữa này. Hai cái loa của nó là để dọc này. Đó, dây dạo như thế là ở bên trên nhé các bác nhé. Đó là con Pod Companion 5. Và bên cạnh là một con Pod GS Series 2. Con này có giá hơn 5 triệu. 2.1 bảo hành 3 tháng. Con này bảo hành 3 tháng này. Con này sản xuất năm 2006. Và con này thì nó không ghi năm sản xuất nhé các bác nhá. Loa của nó thì nó để bên trên kia. Rất là nhiều. Thì ở video này thì em quay về mấy cái loa Bluetooth chứ thứ này. Đây có một em bot nữa này. Một SR bảo hành 3 tháng, sản xuất năm 2011, nhưng con này mười mấy triệu, rất là đắt. Cực đắt luôn. Khoảng 12 triệu rồi. Chưa có tiền gửi về và chưa tiền vận chuyển nhé các bác nhé. Nó cũng nhẹ thôi nhưng đây nữa hay sao. Một SR này, cũng có bot này. Nhưng mà loa máy tính nhé các bác ạ. Đấy, đằng sau nó đây. Con này thì nó là made in em không thấy nó made in ở đâu. À, Mexico. Con này của Mexico. Dài lắm các bạn, dài mét đấy. Rất là dài. Con này này. Rất là dài. Theo đi kèm theo cái 1SR. Đúng không? Cái này với cái loa trầm này là một cặp của nó. Đây có con loa trầm Yamaha IAS 203 bảo hành 3 tháng, sản xuất năm tháng 11 năm 2014. Cái này loa trầm 7.1 nhé các bác nhé. Thì nay em đi thấy mấy cái loa bot như vậy, nhiều bác hỏi em thì hôm nay em quay cho các bác xem mấy cặp loa bot này. Con này em nghĩ là nó nặng đây, ngoài chục cân này. Con này thì nó còn nhẹ. Đó, đây là những cái loa con của Yamaha NX50 nguyên hộp. Rất là nhiều, hôm nay em đi đến chỗ này rất là nhiều. Những cái mixer nhỏ nhỏ này cũng nhiều lắm. Đây cái loa cắm điện thoại này của JBL Ampep Micro bảo hành 3 tháng này. Này có giá khoảng 1 triệu. Kết nối được cả iPod với cả iPhone. Đây có một cái Kenwood JVC Kenwood số hiệu là NXSA5 bảo hành 3 tháng, sản xuất năm 2012, nguyên thùng xốp. Loa của nó đây. Kết nối được iPod với cả iPhone. Đầu đĩa này, kết nối được rất nhiều. Đấy, nó ghi ấy. Em thấy kết nối được khá là nhiều đấy. Đây con loa Sony và Bluetooth. Pin nó được 8 tiếng. Bảo hành 3 tháng. Số hiệu này SRSX5. Sản xuất năm 2014. Rất là đẹp. Nguyên sạc cái thứ này. Đó là nguyên sạc. Con này của Made in China.
Thì đa số cái bờ nít tút này là của Medellin China nha các bác nhé. Đây là mấy con chầm chầm mini bé lắm, khoảng 18 cm này. Em thấy nó rất là bé. Ở đây nhá, con này cũng DVC Kenwood NXS A3 này có giá hơn 2 triệu, bảo hành 3 tháng, sản xuất năm 2012. Con này thì có mỗi cái này không thôi, còn con vừa em quay nó có cả hộp kia các thứ rất là đẹp. Em thấy nhiều con ở đây nó bán những cái đồ này đẹp và giá nó cũng khá là ok, khá là đẹp. Em thấy toàn là đây bộ hát này, cứ Focuristi à? Em cũng không đọc được cái này. Đây, nó có giá hơn 4 triệu. Nguyên bộ này, tai nghe này, cổng cắm này, kiểu như livestream, bộ livestream đấy các bạn. Giá khoảng ngoài 4 triệu rồi. Nguyên hộp, nguyên thùng xốp luôn. Ở đây em thấy có mấy con nâng tiếng này của DBX166XS. Cái này có giá hơn 2 triệu. Nguyên hộp này, nguyên hộp nhé các bác nhé. Của Hackman này, DBX Hackman này. Còn bên dưới thì lại là con khác. Rất là đẹp các bạn, nguyên hộp. Em thấy khá là đẹp. Của em không biết là của Medellin gì. Đây con bên cạnh. Để xem của Medellin gì. À, Medellin China nhé các bác nhé. Con này Medellin China. Con DBX này của Medellin China. Mấy con Medellin China thì nghe nó, nghe các bác cũng không thích. Nghe nó có một cái gì đấy nó vẫn bị không được đẹp trong người dân Việt Nam. Nhưng mà em thấy đồ của Medellin China sản xuất đi các nước khác là dùng còn tốt hơn đồ Việt Nam đấy. Đây là một con Ronan GP100 và giá 22 bảo hành 3 tháng, sản xuất năm không ghi. Cái này em chả biết nó làm gì nữa. Em nghĩ là nâng tiếng ấy. Volume bass mid check này. Pin nó đắt, con này nó đắt lắm. Cổng đằng sau nó thì là 6.5 hết. Bịt này thì em không biết của Medellin nào cả. Của nước nào sản xuất, nó chỉ GP100 này với cả số series của nó. Nên này em không biết là nước nào sản xuất cả các bạn. Hôm nay em đi thì có mấy con đấy là mới, khá đẹp. Con này mặt vàng rất là đẹp. Đó, và đây có con GK này, GK 700 RP2, giá 7 triệu rồi, bảo hành 3 tháng, 480W. Kiểu như đẩy kiêm cả ấy luôn, Equalizer luôn. Đây, có quả Equalizer này. Nhỏ gọn, em thấy nhỏ gọn. Sâu của nó chỉ được 20 thôi. Nên em quay cho các bác xem. Rất là đẹp. Đây có một con Folix nữa, XP600, giá khoảng gần 2 triệu. Bảo hành 3 tháng này. Con này 200W 4 ohm, đẩy 2 kênh.
P600. Đẹp. Em thấy con đẹp rất là nhiều. Tại vì hôm nay em đi em quay những cái nào mà nó nhiều các bác hỏi thì em mới quay thôi. Còn những cái nào mà các bác không hỏi thì chắc là em cũng không quay đến. Đấy, thì chắc là em cũng xin kết thúc video. Một các bác mà thích món đồ nào thì hãy liên hệ em qua Zalo của em 0967815285. Sau này em cũng xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo nhé. Em xin kính chào các bác ạ.